Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí. Đêm tranh tài tiếp theo trong chủ đề Hát cùng thần tượng sẽ chào đón hai nghệ sĩ bước lên sân khấu cùng trình diễn với Bảo Ngọc và Vũ Phong. Đó là ca sĩ Thanh Lan và ca sĩ Xuân Nghi. Trong những màn trình diễn tràn đầy cảm xúc thân thương về gia đình, Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí đêm thứ hai của vòng thi thứ năm cũng chào mừng sự trở lại của hai giám khảo khách mời, ca sĩ Quang Hà và ca sĩ Hồ Trung Dũng, cùng màn trình diễn đặc biệt của giám khảo chính, ca sĩ Võ Hà Trâm. Có lúc tôi gục ngã, nhìn ngày trời hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hai sao trên trời. Một tiết mục rất là đã tai và đã mắt, cùng với phần phù họa của đoàn nữa, rất là hay. Con làm rất tốt luôn á, có vui gì đâu mà có vui luôn. Chúc mừng con đã có một bài rất là cảm xúc, đã chạm vào tình cảm của chú. Đón xem Hãy nghe tôi hát phiên bản nhí vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 23 tháng 12 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.